cũng vô anh em coi chi tiết là tài xế làm như thế nào cái xe này đó. Bây giờ em quay rồi nè, nếu mà có gì mà chạy ra không đúng á, một em đền 10 khỏi bảo hành luôn, một em đền 10 khỏi sửa luôn cho mắc công đó. Ví dụ em làm xe này là chọn gói phần máy em làm được 12 triệu, tới mà không đúng bất kỳ cái gì em quay á, em đền cho 120 triệu. Vậy đó, em làm là có sao không nói vậy. Ôi chào 500 anh em YouTube. Bây giờ mình giới thiệu với 500 anh em YouTube là làm máy. Nhưng mà cho mình xin nói thêm một chút, là ví dụ như nhiều anh em nói là chỗ này dọn mắc, chỗ kia dọn rẻ đồ hay sao đó, thì mình không cần biết. Mà ví dụ như xe này dọn tổng bill là 30 nè, dọn 5 tháng đi đường tuần qua kiếm bên Tây khắc phục lại. Thì một cái xe mình dọn á, mình phải tập trung nhất là về dàn chân và dàn máy. Còn ở đầu ngoại hình bên ngoài cực kỳ rất là dễ chỉnh sửa. Thì ví dụ như xe này á, là bây giờ mình sẽ làm lại máy 57. Và xe này đang đi sẵn cấu hình 57, thì đi gì trong đó mình không biết, và mình cũng không cần biết làm ở đâu luôn. Mình chỉ biết là tới mình báo giá bao nhiêu tiền đó, lời ăn lỗ chịu, không có bill, không có quần què gì hết, nhận là nhận khoán phần máy đó. Giờ tất cả mọi xe luôn, xe quay rim, xe đồ phổ thông thì chuyện vậy. Thì ví dụ như mình báo 12 triệu, nếu mà có phát sinh thì mình sẽ báo, ví dụ như đồ xe hư nát quá hoặc là đồ hôm nay bùi chú nhiều quá thì mình báo. Trước khi mà mình làm mình sẽ báo, còn khi mà xong xuôi hết giao xe, chủ xe chạy ưng ý vừa ý thì bắt đầu mới là tính tiền. Rồi vậy bây giờ chào mọi người, mình tiến hành mình gỡ xe này ra và mình cho mọi người coi ở bên trong nó có gì. Trước khi cho mọi người coi thì mình nổ máy cho anh em nghe là cái xe này mới làm máy xong, có thay dơn rồi luôn. Thì cái xe này nó rất là rộng và chạy nóng nó cũng rất là kêu nữa. Bây giờ mình sẽ làm lại và mình sẽ chỉ máy ra và cho anh em nghe thử cái máy nó êm như thế nào. Rồi xe này giờ mình mở dàn áo ra hết đó. Thì bây giờ là ở trong nè, trước khi mà mình chỉ máy á, là con ốc này nó hư răng nha, con ốc này nó hư răng ha. Đó, quay clip lại cho thấy là khổ mất công đổi thừa anh Tây làm hư răng ốc đó của em. Nào ra đó rõ ràng. Rồi thì giờ mở nồi ra trước. Coi thử xe này đi bố gì. Mặt nhôm sọc mình sẽ xử lý bố này, bố lô mình sẽ về lại bố dinh. Bố này không phải bố hãng, bố hãng chỗ đây nó khác luôn ha, sợi bố vậy, chất liệu bố vậy, và bố này cháy luôn nè đó, cháy bố rồi, lá sắt cũng vậy. Giờ mình sẽ bắn cái này ra cho anh em coi. Rồi thì giờ mình mở cái nồi ra cho anh em coi ha. Bố dán này đi bố dán chứ không phải đi bố hãng ha. Rồi lò xo này kéo ra dễ gãy luôn nè. Rồi rế này, rế lô mình sẽ thay lại rế zin cho chủ xe ha. Bố này đợt này mình sẽ có bố sợi bắt, mình sẽ thay bố sợi bắt vô bằng cái bố cước này. Rồi thì giờ mình tiến hành mình rớt đầu lòng nồi ra và mình chỉ máy xe này cho anh em coi. Thì đây quay đây, xe này mới làm nhưng mà nhớt nhau ở trong rồi rất là đen, là cái này là do là bố nồi lô nó ra bã cho nên đầu lòng của mình nó không có sạch. Nếu mà các bạn đi mà bố nồi chính chính hãng á thì cái máy mình lúc nào nó cũng sạch đó, bởi vì nó không bị ra bã, cho nên cái vấn đề rất là quan trọng cho những anh em mà khi mà làm một cái xe độ hoặc là một cái xe zin, mình phải chú trọng vô bố nồi của mình đi ha, mình cần sử dụng bố nồi lô.
siết tới nỗi mà dùng súng bắn á mà không ra được luôn. Vì lấy anh chín mười hai vợ mình. Vì siết ốc đầu này là mình nên siết theo một cái cần lực thôi, mình có cần lực á để mình sử dụng, mình siết những ốc đầu này cho nó an toàn. Con trai thở ra sau anh. Lấy súng lớn rồi đi. Siết mà dùng súng bắn là bắn không nổi luôn à. Mình có cái súng khủng long. Chiêu trị mấy pha này. Cái này là siết quá lực luôn nha. Rất là hại. Đây là chảo, xin tên chúng mình chơi. Đó, đây. Đây là lồng dinh. Mình sẽ thay lại một cái lồng dinh khác. Tay dơn nè, tay dơn dinh. Tay quay bên đây nè, để thấy được tay dơn dinh. Đó. Rồi, thì giờ em sẽ chỉ bồn dưới ra cho mọi người coi. Con ốc này là nó bị gãy sẵn nè. Không chịu lấy ra, xiết lại cho người ta nè. Đó, giờ mình sẽ lấy này ra luôn. Rồi, cái đầu này thì quá chừng công nghệ luôn. Là xe đầu nè. Lấy cái lông đền chân, lấy lông đền này chêm dưới lông đền này cho nặng là sẽ đầu lên nè. Riêng dòng Exeter 135 này thị trường á rất là nhiều đồ chơi rồi, cho nên là muốn là sẽ đầu nặng cỡ nào cũng được hết. Bên đây nữa nè, đó coi nè, lấy thêm cái lông đền chân lên đó, cái đó bằng nhôm hất nó xuống đây nè, nó có cái lông đền dưới nè anh em đó. Lấy cây dít dịp á, nảy lên à. Lên rồi nè. Đó, này chêm dưới lông đền chân để cho nó nặng là sao đầu á. Công nghệ không. Hít lên chút rồi lật cái đầu lại. Nó hít nhớt á. Đó, rồi dưới có thêm cái lông đền nữa nè. Đó, anh em thấy không, dưới có thêm cái lông đền nè. Đó, bây giờ lấy lông đền này ra luôn, chêm 4 lông đền chân. Rồi, đây là cái lốc bạc đèn cũ nha. Tay dơn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy số má ra ha. Mình đi xài lại tay dơn Uma. Rắc kinh đờ rắc kinh. Rồi thì bây giờ là số bắp này là số bắp 17, 19 là số bắp dinh của 135.
chứ không phải là số bắp 1952 ha. Chứ mất công em chủ xe em nói xe em đang 57 sẵn nữa đó. Số bắp này số bắp 17 19, chưa lòng mà lòng này lòng 57 nè đó, lòng này lòng 57 rồi. Thì giờ là tay dên, tay dên Vinh nè, mình sẽ thay lại tay dên Uma ha. Đây là nguyên tay dên Vinh đó, mình sẽ thay lại tay dên Uma. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình đã rửa sạch sẽ phần máy của Exciter 4 số con tự động, và bây giờ mình sẽ đắp mới lại. Thì đầu tiên của clip này mình xin nhấn mạnh là tất cả những gì làm ở đâu, làm tiệm nào tay không cần biết và tay cũng không cần hỏi là anh em làm ở đâu luôn. Mình ghét nhất là cái tật đó. Mình chỉ biết là khi tới tại tiệm mình, mình sẽ báo giá và mình làm lại được hay không được cho chủ xe hơn. Còn cái vấn đề mà làm ở đâu, làm như thế nào, đủ cái đó là do bài lò của người ta. Thì bây giờ ví dụ như là đầu tiên ở đây nè, khi mà cặp lốc anh em làm tại tiệm anh Tây thì được cái gì? Đầu tiên cặp lốc làm tại tiệm anh Tây khi mà anh em được là được rửa mới sạch sẽ, cặn kẽ từng chi tiết và rất là đẹp, giống như là một cái xe dọn gì đó. Mặc dù cái xe này đã dọn rồi nhưng mà lốc đồ người ta rửa không có đẹp, thì bây giờ mình đã rửa sạch sẽ lại. Tiếp đến phần thứ hai là về phần bạc đạn máy. Đây anh em có thể bật đạn máy là mình sẽ đã thay là full bật đạn máy NTN, em trai có thể quay xét vô. Và nó là mắt mắt anh da băng đàng hoàng. Đây phần đạn máy mắt anh da băng. Thì cái xe này cũ là bật đạn máy chưa thay nha, bật đạn máy chắc chắn 100% luôn là chưa thay, những bật đạn này là chưa thay. Rồi, tiếp đến là gì? Tiếp đến là tay dên, cây dên của xe này là vẫn là một tay dên Vinh cũ chưa ép, chưa có làm cái gì hết. Nói chung là nguyên cái dên Vinh. Thì bây giờ là mình sẽ thay bạc đạn máy, bạc đạn dên. Là đầu tiên là bạc đạn dên mình sử dụng là bạc đạn dên NSK. Tiếp đó là tay dên mình sẽ sử dụng là tay dên Uma. Và theo giới truyền thông và công nghệ hiện tại, trong cái giới showbiz là người ta nói là đem cái dên này đi cân đồ dục và quăng đồ dục. Thì mình cũng đem cái dên này đi quăng vô giọt rác luôn đó, cũ quăng vô giọt rác chứ mới cân đồ dục gì hết. Cái tay dên Ed Vinh đó, mà thấy cân đồ dục không, hướng 12 giờ giống như con cu nó đứng lên vậy đó, thẳng đứng rất là độc nè. Em để cái dên, cái là dên chỉ lên trời lúc nào con cu cũng đứng lên vậy đó. Nhưng mà mình thì không có cân đồ dục gì hết đó, tại vì sao? Tại vì mình làm xe Vinh đó, và những cái xe này làm là chủ xe rất chú trọng vô độ bền. Mình muốn là một cái xe mình làm nó phải bền càng tốt. Và mình sử dụng tay dên Uma. Về việc cái tay dên thì mình sử dụng rất là nhiều thương hiệu, có hiệu nào mình chơi hiệu đó, ví dụ là Festet, Uma, ICS, TA. Nói chung là tùy cái thời điểm hàng nó có hay không, mình sẽ chọn cái món đồ cho nó phù hợp. Khi mà mình ráp cái xe mình đều kiểm bộ số. Nếu mà những cái phần cốt đầu này nè, đầu răng ở đây nè, chịu vô trong tải mà nó quá mòn, mình sẽ thay bộ số và mình sẽ báo giá thêm cho anh em biết. Còn ví dụ như xe này bộ số còn ok, những cái con số, những cái dòng số nó chưa mẻ và nó chưa nhâm thì mình sẽ không thay. Rồi tiếp đó là sẽ qua phần rồi em chơi camera quay tới đây, xin lỗi anh em luôn nha, hơi tiệt cơn chút, rửa sạch là bắt đầu thấy số 2 này nó dâm rồi nè. Có một cái bể luôn hả? Rồi nó dâm nè, em cho quay kỹ lên. Số 2 bên này cũng nổi. Đó. Rồi mình sẽ quay cho anh em coi. Số 7 ra luôn á, bể 2 bảy cái luôn. Đó. Nãy em kiểm con cái bể 2 cho nó ra. Rồi đây số, nếu vậy là mình sẽ thay một cặp số rồi. Rồi nếu mà anh em thay bên này là mình sẽ thay luôn bên đây nha. Đó, mình sẽ thay một cặp luôn. Rồi vậy là mình thay bên đây, nó bị bên đây luôn. Đây nó dập, quay thấy được chỗ dập. Còn bên đây là bể luôn.
bên đây là số bể, vậy là mình sẽ thay cặp số này. Rồi, vậy là kiểm xong phần bụng. Rồi nếu mà thay số có sẵn số để thay luôn. Đây, bằng một cặp số mới. Rồi thì mình sẽ so sánh số mới với số cũ cho anh em coi luôn để anh em khỏi thắc mắc. Số này là số trung bắc. Đây, đây là bể những cái chỗ này, còn một bộ số mới á, nó còn cái nước chì màu đen rất là đã, cho nên là nó không bị sao hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay rất là kỹ và cặn kỹ cho anh em coi. Đây, phần ở đây đó. Rồi số mới thì nó không bị gì hết. Rồi tiếp đến là về phần máy, là mình sẽ thay sơn cam. Mình sử dụng là sơn cam chính hãng Yamaha. Phần máy là mình sẽ sử dụng sơn cam chính hãng Yamaha là 96 mắt dành chạy center. Tiếp đến là về phần nồi. Nồi ở đây thì như những clip bữa giờ anh em có thể coi á, là tay sẽ sử dụng một bộ chuông và bố sợi bắt mới chính hãng Thái Lan đó. Và cái bộ nồi này thì cũng tùy đợt nha anh em. Nếu mà không có nồi sợi bắt, mình sẽ sử dụng là mình thay bố dinh lại cho anh em. Ví dụ đợt này gần Tết đó, thì cái lô hàng bên Thái nó về, nó có được nồi sợi bắt, mình sử dụng nồi sợi bắt mình thay vô đây cho nó ngon hơn. Và đây nè, đây là cái nồi cũ của xe, anh em có thể so sánh hai cái. Cái nồi cũ là đang đi bố cước và bố dán. Cái việc mà đi bố cước bố dán này nó chủ động được cái độ táp và độ bắt cho cái xe, và cái xe rất là bắt. Nhưng mà nếu mà về độ bền và cái độ sạch của máy đó, thì nó không thể nào mà nó đằng cái dinh được. Và khi mà một cái nồi dinh mình làm lên mà riêng dòng ẹt này mình chịu canh lò xo, thì cái xe nó cũng rất là bắt cực kỳ, không có gì mà nó dở, nó cũng y chang cái này vậy đó. Và đây, bộ này bỏ ra, mình sẽ thay nguyên bộ chuông và ba kèn sẽ bắt vô luôn. Tiếp đó là về phần nồi á, nồi ở đây là sử dụng lá bố và lá sắt lô như lý mình quay cho anh em coi. Và cái mặt nhôm này nó bị sọc, mặt nhôm này nó bị sọc rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình đổi cặp nhôm khác. Mình đã xử lý hai cái phần sọc nó rồi đó, và mình sẽ thay vô là một bộ bố hãng. Ồ, bố nồi hãng đâu rồi? Đây, lá bố hãng. Lá bố hãng này dinh của nó là nó màu đen như vậy đó, dinh của nó là nó màu đen. Và mình sẽ thay là một lá, hai lá, ba lá, bốn lá. Cái xe này nó là ba lá lỡ, là giống như nó ba lá rưỡi á, mình sẽ sắp xếp lại thành là bốn lá để đi nó bắt hơn và nó nặng chân hơn, nó ngon hơn. Tiếp đến là cái gì? Tiếp đến là về phần lá sắt. Lá sắt mình sử dụng là cũng lá sắt chính hãng luôn Yamaha. Một lá, hai lá, ba lá. Mình thay vô đây chi để cho nó ngon và nó bền và nó bắt hơn. Cái việc mà nó bắt không bắt là do một cái lò xo nồi nó quyết định, và anh em muốn nặng hay nhẹ cũng là cái lò xo nồi nó quyết định luôn. Thì khi mà mình sử dụng full một bộ nồi gồm bố hãng, lá sắt hãng và chuông hãng, thì nó sẽ mắc tiền rất là nhiều so với việc là mình sử dụng một bộ nồi dinh, bộ nồi bố cước, bố dán và đồ lô. Nói đồ lô ở đây thì thật sự cũng không đúng. Ví dụ như mấy anh có thể nói là cái đó là đồ độ, nhưng mà mấy anh phải hiểu là khi mấy anh đang xài đồ độ của mấy anh á, thì tôi xài lại là đồ dinh của tôi, thì nó sẽ giá trị rất là nhiều và nó sẽ có độ bền rất là cao. Cho nên á, khi mà gỡ ra một cái xe á, mà thấy đồ dinh không, thì cái đó là người ta làm rất là cao tiền. Nhiều anh em vô, có những anh thợ rất là hay, là khi người ta vô người ta làm một cái xe á, anh em mở ra anh em thấy đồ dinh không, thì anh em bóc phốt ngược lại cái người thợ trước, nói người ta vô chỉ gắn đồ dinh thôi. Thì xin thưa với anh em luôn là gắn đồ dinh nó mới chất lượng cao, cái máy người ta mới sạch và cái độ bền nó mới cao. Còn khi mà gắn những cái bố cước này vô á, nó sẽ ra như cái máy này chỉ ra rất là dơ, anh em thấy không, dơ toàn bộ, dơ cực kỳ. Nó không có cái bố của nó không có giữ được, nó ra những cái ba dớ ra cái bã, làm cái máy mình rất là đen. Ví dụ tiếp dẫn chứng là như hôm qua anh em có thể thấy, khi là cái đầu bò này gỡ ra nó đen thui hết, thì bây giờ mình đã rửa sạch sẽ lại
Và cái đầu bò này em trai có thể tới đây. Cái đầu bò này á, là người ta đem đi bán két luôn. Lấy nữa em phải thay mặt đèn rồi luôn. Đó. Rồi, thì cái đầu bò này rất là nét nha. Hai con ốc Sammy này là tuôn hết hai con, mình đóng lại con này mình quay răng lại. Hai con ốc to xăng của đầu này cũng tuột Sammy luôn. Người ta đóng Sammy lại trước rồi. Đó, và bốn chú bắp này là Tây đã thay bốn chú bắp mới chính hãng. Tiếp đến là sao? Tại sao nói thay bốn chú bắp mới? Bởi vì bốn chú bắp cũ nó hư rồi. Bốn chú bắp cũ á, đầu chú bắp nó bị tà. Nó bị tà đầu chú bắp. Thì cái việc tà đầu chú bắp này là do xe zin mà không thay là sơ độ, mà lại lấy cái lò sơ zin đó chêm lông đền lên. Đó, đây. Đây là cái lò sơ zin. Lò sơ zin trên xe 135 thì do mình chêm lông đền lên nó nặng quá, nó làm tà đầu chú bắp. Đó. Thì nếu vậy sao mình không có canh chân hay gì nó để cho nó có độ nặng để mà khi vô IC độ không rí là sơ đầu mà lại chêm lên. Bởi vì làm 135 á, chủ xe hôm qua chêm bằng này, chêm bốn con này. Bởi vì đồ 135 hiện nay trên thị trường là có rất là nhiều rồi. Có rất là nhiều, từ lò xo đầu, từ bơm nước, từ tai dên, từ lòng trái bích tông bạc, nồi niêu, tất cả. Nói chung là full một cái xe bây giờ đồ chơi của 135 rất là nhiều. Và ngay cả một cái đầu cũng vậy, đầu bây giờ là bên Malaysia người ta chế CNC một cái đầu mà giống như giống DOXR luôn, lên trên đây luôn còn được nữa. Thì đồ của Exciton nó phổ thông lắm, anh em hãy mua một cái gì đó mà nó chính xác về thông số dinh, đút vô ví dụ là sao đầu độ mà nó ngay ngắn hết, đút vô chứ đừng có chêm chế cháo gì của người ta hết. Đó, và cái xe này á, kêu là lên cấu hình full 57. Chủ xe vô nói xe em đang đi full 57. Bởi vì rất là nhiều người ta hỏi mình anh Tây làm full 57 nhiêu. Full 57 nó nhiều nghĩa lắm nha anh em. Và nó bao nhiêu tiền, nó có rất nhiều người ta làm rất là rẻ, người ta làm có 3 4 triệu, 5 6 triệu à. Còn em báo giá full 57 tại 18 19 triệu không? Tại vì sao? Tại vì em làm full, đúng nghĩa full là em làm từ dên, nồi, bật đạn, sân cam, đầu, lòng. Và cái đầu á, cái đầu này làm full 57, nó mà đúng luôn làm full 57 là phải làm số bắp 19 22, còn số bắp này là số bắp 17 19. Cũ á, cũ cái đầu này cũng đang đi số bắp 17 19 luôn. Số bắp của 150. Đó. Và bây giờ á, em thay lại số bắp mới, còn đúng luôn là phải đi mấy số bắp CNC mà em hay làm những cái Exciter kia. Giờ anh em có thể kiếm những cái clip Exciter 6257 đồ của em anh em coi. Và cái lòng, lòng này thì em sử dụng là một cái lòng nhập Indovision nè, Indonesia. Và lòng này là của Vision. Đây. Em sẽ thay lại một cái lòng giống như cái lòng này. Và em thay là ắc bích tông nè, bích tông nè, rôn chân lòng hãng nè, một bộ bạc nè, và một cái rôn ghi lát. Thì khi mà thay một cái lòng này vô á, những cái lốc của Exciter 4 số á, nó hình oval nó không đều. Thì giống như á, nếu mà cái xe này có chạy máy thì tại sao mà còn mài cái đuôi lòng này của người ta. Đây anh em có thể thấy, anh em so sánh hai cái đuôi lòng. Nếu mà chạy máy rồi sao không sổ lốc, thì cái lốc này bây giờ em đã đem em sổ luôn. Em móc lên cho nó thành hình tròn anh em. Nó là hình oval, móc lại nó thành hình tròn là mình bỏ vừa cái lòng nó vô à. Còn cái này cái lòng á, nếu mà cái xe này á mà có chỉ mấy tay cũng không hiểu sao mà người ta không đem cái lốc, người ta đi móc lại một cái sơ hình tròn mà phải móc cái lòng của người ta vô để đút vô. Tại vì nếu mà không mài cái lòng vậy thì không đút vô cái lốc được nè. Đó. Bởi vậy cho nên là mình ở đây mình muốn nhấn mạnh với anh em là khi mà làm một cái xe, báo giá một cái xe full là full như thế nào, rồi á sử dụng đồ gì. Và mình xin gửi tới những thánh hỏi luôn là ở tiệm Tây là không có hỏi tiếp người làm không à. Đó, ví dụ như là nếu mà làm á, Tây sẽ thay số bắp 1952, Tây sẽ lên một cái lòng kiếm luôn, chứ không phải là Tây sử dụng những đồ này. Và cái này là chủ xe mới vừa dọn xong cái xe nên chủ xe đuối rồi, chủ xe nói Tây ráp dinh lại cho em đi, chứ em không có tiền làm nhiều. Và những cái Ford số bắp nè, này là Ford giò đạp nè, Ford cốt tải á, Ford nhông á, là mình thay Ford hãng nè. Phố số bắp mình xài phố hãng nè, Buri mình xài Buri hãng nè. Và mình sử dụng lại cái cam trên xe này đang đi. Đó. Thì về Exciter, anh em có thể là coi trên Facebook, coi trên YouTube,
coi trên những cái trang cá nhân rất nhiều giá và rất là rẻ. Giá Tây làm Tây đều công khai và Tây đều show ra hết cho mọi người coi, cho nên là mong anh em đừng hỏi giá về Tây, bởi vì bất cứ cái điểm nào anh em làm Tây làm Tây đều có giá tiền. Còn anh em hỏi làm như thế nào thì anh em cũng vô anh em coi chi tiết là Tây sẽ làm như thế nào. Cái xe này đó bây giờ em quay em à, nếu mà có gì mà chạy ra không đúng á, một em đền 10 khỏi bảo hành luôn, một em đền 10 khỏi sửa luôn cho mắc công đó. Ví dụ em làm xe này là chọn gói phần máy em làm được 12 triệu, tới mà không đúng bất kỳ cái gì em quay á em đền cho 120 triệu. Vậy đó, em làm là có sao em nói vậy. Còn ví dụ như ai á mà không lo việc làm của mình á, mà ví dụ như việc em làm phút phút đỡ giùm Vi, không có lo việc làm của mình á mà kiếm mối với em càng chết. Tại vì khi mà một cái xe vô em làm em đều báo giá trước, khách người ta vừa ý thì người ta mới làm, xong xuôi hết rồi á thì bắt đầu em mới chỉ máy. Em chỉ xong thì những cái đồ nào em làm khách đều thấy, và ví dụ có sẽ có những clip chi tiết cụ thể cho anh em coi và sử dụng đều đồ tốt và chất lượng hết. Em nên nhớ là sử dụng những cái món đồ này cái xe mình nó mới bền và nó đi lâu dài được. Thì về lâu dài kinh tế mình á, ví dụ mình đi đồ tốt mình sẽ đi càng lâu, mình sẽ không tốn tiền nhiều. Còn khi mà anh em làm rẻ và sử dụng kêu là đồ độ đó, đồ độ thì đối với Tây giống như là quan điểm đó, một là độ hai là lô thôi chứ cũng không, nó là gặp giống như nhau. Một là anh đáp xe Vinh làm hay đáp đồ hãng nhân ta. Còn khi anh đã làm xe độ thì mình không bèn được Vinh hay độ nữa, Vinh hay lô nữa, nó là như vậy. Thì giờ xin tiến hành mình đáp xe này vô. Rồi chào 500 em YouTube, thì đây là cái máy Exeter 4 số con tự động, mình đã ráp lại full đầy đủ và đúng nghĩa là êm ái, không giọng, không kêu, không xào. Thì có thể ngồi từ góc này anh em chiếu tới là anh em có thể thấy phần máy nó rất là sạch sẽ, bởi vì mình đã rửa lại đó. Về phần đầu bờ lòng thì mình thay một cái lòng mới. Thì cái máy này nếu mà đúng luôn á, có nhiều anh em nói là ẹt 135 á, em lên full bô xăng lửa bao nhiêu tiền. Thật sự là thị trường có bài đó, nhưng mà riêng ở tiệm em là không có làm bài đó, bởi vì nó khò, nó ù, nó đủ thứ á. Và khi mà ví dụ một cái bích tông của nó nhỏ và cc của nó nhỏ mà mình lên như vậy thì có hiệu quả hay không đó. Ví dụ như là nó là có 54 à, chẳng thà nó 57 mình làm không được. Ví dụ như xe này đang đi cấu hình 57, có thể mình canh bình xăng này lại, bình xăng này mình canh lại rồi đó thì tròn trị ngọt chạy ok được rồi. Thì bây giờ mình tiến hành, thì cái xe này mình chỉ làm máy thôi, thì mình chỉ tiến hành mình nói về phần máy đó. Còn tất cả những cái dàn quà gì người ta làm là mình không góp ý vô. Em trai có thể quay sơ một vòng đầu đuôi đít không? Thì bây giờ cái máy này nổ ra máy thì thầm lại. Dặn ga nào là có ga đó. Rồi bây giờ bịch bô lại nè. Bịch bô lại là im ru luôn á, không kêu gì hết. Thì bây giờ mình sẽ ráp hết cái xe này vô và mình sẽ kêu chủ xe qua chủ xe chạy thử và sẽ có những cái ý kiến về chiếc xe này như thế nào cho mọi người cùng coi đó. Rồi chào 500 em YouTube thôi. Rồi chào 500 em YouTube, thì giờ em chạy chủ xe nè, giờ cái máy anh lại cho anh làm lại cho em á. Dạ. Em thấy sao? Được anh, nó được, nó không có bị giọng như hồi trước em làm bên kia. Rồi nó có kêu dên kêu đồ dạ không? Là tại vì cái này là anh có làm cho em. Dạ dạ dạ. Thay tay Uma anh có làm clip cho em rồi em. Mấy cái bạch đạn trong là anh làm hết lại đúng không? Thay làm dạ, dạ. Lại bạch đạn cũ em trong đây. Dạ, dạ, dạ. Rồi bạch đạn ca bạch đạn đồ vậy, máy em xấu mà nó dơ lắm, anh rửa lại như cái máy mới mà mấy xe em dọn gần tay vậy. Dạ 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 dạ. Rồi em chạy đồ em thấy cái gì không? Có nào được không được luôn mình nói được luôn. À. Không gì không được à. Mà số đồ vô bình an với lại cái xe cái em số đó, hơi vô hơi cứng là do mình mới làm à. Với lại anh chỉnh. Dạ dạ dạ. Đó, rồi dù anh chỉnh rồi thì bắt đầu nó nhẹ lại nhưng mà đỡ gì thì nó ngon hơn. Em dạ. Đạp nó búng cái xe hơn, nó bay á. Dạ, dạ. Đá là dở đầu hơn. Hiểu không? Dạ. Rồi dàn chân em thì yếu lắm. Anh đá số nhiêu lãi vậy em kêu anh làm anh ráp vô hết vậy mà kêu làm nhân lý tao mở lại tao làm. Dạ dạ. Đó. Rồi cái xe dù vậy bữa muốn qua làm dàn chân thì làm lại, chứ cái xe này em đi phục 150 nó cao lên. Dạ. Nó cao hơn 3 ly cho nên là nó trao cái xe, hiểu không? Rồi, dàn chân bữa nào em làm qua làm lại được không à? Được, bình thường có đâu. Dạ. Người ta làm thì người ta làm nhưng mà anh làm lại vẫn bình thường không gì hết. Dạ 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 dạ. Dạ. Đó, quan trọng là phần máy em đi 10 ngày em nhớ quay lại anh canh chỉnh. Rồi ok. Dạ. Rồi em làm này em chạy tròn không? Em thấy anh làm ráp lại vậy nó mạnh hơn cũ em không? Mạnh hơn à.
với nó im hơn. Dạ. Im hơn. Dạ. Với lại bố này đi cho em bố tốt nên đi là nó bền, nó không có sợ hư xe. Dạ dạ. À. Mình đi chăm nhớ đầy đủ là đâu có sao đúng không? Đúng rồi. Dạ. Với lại em chạy cái này anh Di và lại bố Vinh em chạy thấy có bắt đồ bình thường không? Bắt à? Bắt. Rồi. Vậy ok. Ok. Chào mọi người. Dạ chào anh. Rồi nhưng mà phải giờ tự kiếm cái dù. Dạ, rồi ok.